Mẹ ngạc nhiên thấy đây có bà Hà, có xã gì Tâm Chồng nè. Xã gì Tâm Chồng là bán 2 đô nửa ký nè. Còn bà Hà là 3 đô nửa ký. Là 6 đô 1 ký. 6 đô rưỡi 1 ký. Là khoảng 130.000 ký. Còn đây bán bắp chuối nè. Bắp chuối này là một trái như vậy là mẹ rất là thích, nhưng mà nó tới một trái vậy tới 4 đô 80.000.